Vinh Quang và em đến từ Đà Lạt. Hiện tại em đang công tác tại Đoàn Ca Múa Nhạc Dân Tộc tỉnh Lâm Đồng. Hạnh phúc của em là được tham gia chương trình và được chơi sướng cùng, thăng hoa cùng ban nhạc Quyền Năng. Thật đơn đau trái ngang lòng tôi mang, cùng cội đá tôi chết giữa ngàn cơn, giọt đắng cay thấm tan vào không gian hôn tan vỡ. Tôi khi ưu tư đang chất đầy vì tình em đổi thay. Bao nhiêu mơ ước đã tan dần, cuộc tình đã mất thật xót xa. Tôi như trôi vỡ trong biển khơi, sao em ra đi không quay lại để lòng tôi nát tan. Và tình cô héo trong mọi mòn, nhạc điệu ơn ái nay còn đâu? Và tình đơn đầu trái ngang lòng tôi mà cùng tôi đã tôi chết giữa ngàn cười, giọt đắng cay thấm tan vào không gian hồn tan vỡ chẳng tan đời ngã nghi. Khi ta trao em linh hồn tôi như ngôi sâu băng qua đêm dài về nơi rất xa. Tôi đâu biết đang bay về một hành tinh xa để dối gian. Tôi đi lang thang mong tìm em ơi, cơn đau thương thân dã rời mà đường không lối đi. Đang là giấc mơ kiêu kỳ để hồn tôi u. Tuyệt vời, đó là thí sinh Vinh Quang với ca khúc Đổi Thay sáng tác của Nguyễn Kim Tuấn. Và ngày hôm nay nghe bạn hát, Khanh bị chinh phục hoàn toàn bởi bạn và tất cả mọi người ở đây cũng như vậy. Bây giờ là chúng ta cùng xoay lại xem, không biết là các thành viên ban giám khảo có nghĩ giống như Khanh hay không nha. 1, 2, 3. Một dấu chéo đỏ xuất hiện. Anh Minh Kha, tại sao lần nào anh cũng là người độc nhất vô nhị vậy? Này đâu mà đâu cần người anh cho, đâu cần gì đâu. Anh chỉ đứng anh ngồi anh soi anh coi có gì. Trời đất ơi. Trước tiên á là cái phần A đầu á, em hát cái B đầu tiên á, cái giọng trầm của em nó chưa có xuống hết, mà nó chưa có được ngọt lắm. Nó trúng ra chưa, nó cũng còn bị hơi bị cứng. Với lại trong bài có vài đoạn cái nhịp và cái lời hát của em nó hơi bị không theo kịp cái nhịp một vài chỗ. Và với bài này Khanh nghĩ là anh guitar bass Thanh Tân phải đưa ra nhận xét thì mới chính xác. Anh thấy cái bài nhạc rock này á thì anh thích lắm, tại anh đánh mà. Tại anh muốn cái chương trình mà nó có nhiều màu sắc hơn, đó là lý do anh không bấm. Cảm ơn anh Thanh Tân. Bây giờ chúng ta cùng nghe ban giám khảo nhận xét. Khanh xin mời chị Phi Nhung. Với em thì chị rất là thích cái phong cách trình diễn này của em, và những cái nốt em lên cao rất là đẹp. Em chuyển lấy những cái chữ mà cuối cùng em ao á. Chị chúc mừng em. Cái cuối câu mà em hay feel đó, em anh không nhớ chính xác, nhưng mà mỗi cuối câu hay có một cái câu câu dạo của ban nhạc là cái cách em feel á, nó bị như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần quá. Tức là cuối câu em hay làm cái gằn ở trong giọng á, cho nên nó bị mất đi cái sự đặc biệt của cái tôn vinh cái nấc đó, đúng không? Lần sau mình làm sao mà mình xử lý cho nó khác biệt. Cô thích ban nhạc chơi cái bài của em thôi. Một tràng vỗ tay cho ban nhạc ạ. Chơi quá hay. Nhưng mà cô yêu cầu em hát lại lần thứ nhì với bài phút cuối. Và bây giờ là thời gian để bạn luyện tập và thể hiện cái nội tâm và cái sự sâu lắng của mình trong ca khúc phút cuối.
Cố lên. Em xin được cảm ơn ban nhạc cho em một bài phối với một bài hát đổi thay với một màu sắc khác, và em được thỏa sức, được sống hết mình trên sân khấu. Em sẽ cố gắng với bài hát tiếp theo của mình với một cách cảm xúc nhất đến với khán giả.